Tại thành phố Hồ Chí Minh thì lễ hội đường sắt Tết Nhâm Dần 2022 thu hút rất đông người dân đến tham quan thưởng lãm trong ngày mùng 2 Tết. Năm nay thì lễ hội sách được tổ chức trên các tuyến đường Nguyễn Huệ, Ngô Đức Kế, Mạc Thị Bưởi và Nguyễn Văn Bình tại quận Nhất. Đây là hoạt động do Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với VPBank tổ chức để giúp người dân được trải nghiệm văn hóa đọc trên các toa tàu tương lai. Không gian được thiết kế độc đáo với các loại sách không chữ, sách nói, thu hút người dân nghỉ ngơi sau khi ra ngoài mua sắm. Đặc biệt là đường sách năm nay trưng bày các hình ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và những mốc son lịch sử vẻ vang của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2. Người dân có thể ngắm đường hoa Nguyễn Huệ, sau đó đến khu vực sách Tết để thưởng ngoạn, đọc sách và nghe sách nói.